đến các bạn học sinh lớp 9 trên khắp cả nước ha. Ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta cùng tiếp tục hành trình đó là ôn tập đề thi giữa học kỳ 1 chương trình toán chính. Và ngày hôm nay thì cái đề ngày hôm nay thì gửi đến cho các bạn học trò thì gồm tổng cộng có 4 câu thôi, ngắn gọn súc tích ha. Nhưng được 4 câu ngày hôm nay sẽ rất là chất lượng nên chúng ta cố gắng học nha. Thì ngày hôm nay thì thầy không có gửi chúng ta cái tài liệu mà chúng ta sẽ chịu cực chúng ta chép cho tập nha, chép để cho nhớ. Rồi, đầu tiên bắt đầu thì câu số 1 đúng nè. Câu số 1. Câu số 1 thì này nó là mang điểm là 2 điểm. Bài toán người ta kêu mình thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính. Thì ghi chủ đề là chương trình toán chính nha, cho các bạn học trò nào mà chúng ta mới vào chúng ta không có thấy được thì chúng ta có thể xem nha. Rồi. Câu này thì gồm có đề bài hỏi cho tổng cộng gồm có 4 ý. Thầy chép một lượt 4 ý chúng ta nhìn luôn nha. Câu A này là 5 căn 48, 5 căn 48 trừ 2 căn 27, 2 căn 27 trừ 4 căn 27 các thân mến nha, trừ 4 căn 27 trừ 2 căn 75, 2 căn 75 cộng căn 108. Rồi, một câu ha. Câu B nè. Câu B này thì nó hơi hơi khó khó hơn cái câu A một tí thôi. Mở ngoặc ra 3 căn 8 trừ căn 18 cộng 5 nhân căn 1 phần 2 cộng căn 50 và đem nhân cho 3 căn 2, 3 căn 2. Rồi, câu C nè. 2 cộng căn 3, 2 cộng căn 3 nhân ở đây là căn bậc 2 của căn 3 trừ 2 tất cả bình trừ căn bậc 2 của trừ 3 bình. Rồi, cuối cùng là câu D ha. Câu D 1 trên 2 trừ căn 3 trừ căn 6 trừ căn 2 phần căn 3 trừ 1 trừ căn bậc 2 của 5 trừ 2 căn 6. Rồi, câu 1 này gồm có tổng cộng 4 ý và chiếm tổng cộng 2 điểm nằm trong đề thi. Thì một câu một ý như vậy nó mang là 0,5 điểm. Bây giờ các bạn học trò nhìn vào tổng cộng 4 ý này, đến thời điểm này các bạn học trò có gặp khó khăn vấn đề gì không? Rồi chúng ta bình luận cho thầy thấy. Cố lên nào. Vì tổng cộng 4 ý này hiện tại thì các bạn học trò đang xem live trên top thì chúng ta bình luận là ổn ha. Tối nay trên Du ít người xem thật do các bạn học trò đại đa số các bạn trẻ bây giờ chúng ta chọn hình thức là học ở trên top nhiều ha. Trên top thì hiện tại có mấy trăm bạn, còn trên Du thì nhiều khi các bạn học trò không lựa chọn học thì tùy theo lựa chọn của chúng ta thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm từ từ nha, làm từng ý từ từ nha. Vô nè, thầy sẽ làm mà cũng tốc độ một tí nha, chứ không có chậm chạp nữa nha. Đầu tiên câu A nè, câu A. Ở đây đề bài hỏi cho là căn 48, 5 căn 48 ha, 5 căn 48. Thì 5 căn 48 á, thì chúng ta sẽ ra được kết quả như thế này. 5 ghi lại nè. Ở trên top hơi bị chói nha. Các bạn học trò, trên top có bị chói không? Chúng ta bình luận cái. Để thầy kiểm tra lại mọi thứ cái ổn không? Rồi, vô ha. Thì căn 48 này, thầy sẽ làm từ từ. Thầy sẽ tách ra thành căn 16.
48 tách ra thành 16 và 3, căn 16 nhân cho căn 3. Và căn 16 thì các bạn học trò đều biết bằng 4 ha. 5 nhân 4 nhân 3 nhân căn 3, được không nào? Rồi, tiếp tục nữa. Căn 27, 4 căn 27 trừ 4 ghi lại, căn 27 tách ra thành căn 9 và căn 3. Căn 9 thì các bạn học trò biết bằng 3 rồi ha, căn 3 ghi lại. Tương tự như vậy, 2 căn 75 này, 75. Căn 75 thì tách ra thành là căn 25 và căn 3. Và căn 25 thì chúng ta dễ dàng biết bằng 5, căn 3 ghi lại. Căn 108 thì nó sẽ bằng căn 36 và căn 3. Căn 36 thì bằng 6 căn 3. 6 căn 3 ghi lại. Thì trong quá trình thi á thì nhiều khi thầy cô ở trong trường sẽ cho các bạn học trò là từ dòng này đi xuống dòng này luôn. Chúng ta khỏi qua cái dòng này cũng được. Được không nào? Khỏi qua dòng này luôn cũng được. Thì nếu mà từ dòng này đi xuống dòng này luôn thì bạn nào không biết thì chúng ta chỉ cần bấm máy tính thôi. Lấy máy tính nhập vô căn 48 ha, đây là cách đối phó nha. Cách đối phó thôi. Căn 48 bằng cái là biết 4 căn 3 thì các bạn sẽ ghi được 4 căn 3 ở ngay chỗ này luôn. Được chưa nào? Rồi. Rồi tới đây. Và có bài toán này có một cái nữa thầy chỉ cho các bạn học trò, dành cho những bạn học trò nào không biết ha. Thì ở đây nè, ở đây có căn 3. Khi mà bài toán các bạn học trò làm mà ra cái căn 3 thì xu hướng những cái phía sau nó cũng sẽ có căn 3. Được chưa? Đó là một trong những điểm nhấn dành cho những bạn nào không biết, chúng ta sẽ để ý đó. Rồi, làm nè. Bao nhiêu? 20 trừ 12 trừ 10 cộng 6. Một là các bạn làm nhanh cũng được, hai các bạn không làm nhanh các bạn sẽ làm từ từ như này nè. 5 x 4 bằng 20 trừ 12 trừ 10 cộng 6. Còn căn 3 các bạn ghi phía ngoài. Có nghĩa là dòng này chúng ta đặt căn 3 làm nhân tử chung á. Rồi. Thì ba cái đơn vị này gom lại là 26 trừ cho 22 thì ra được là 4 căn 3. Còn nếu mà các bạn không thích cái dòng này, các bạn từ dòng này các bạn bay xuống dòng này luôn cũng được. Một bài toán các bạn chỉ cần làm 3 dòng thôi, người ta vẫn chấm các bạn đúng bình thường. Xem lại thế cây ha. Có chỗ nào không hiểu không? 20 trừ 12 trừ 10 là trừ 22 rồi. Cộng 6 vậy là 26 trừ 22 thì bằng 4 căn 3. Dòng này được ổn nha, được một câu. Vậy là 0,5 điểm đi ha, 0,5 điểm rồi đó. Một câu nha, một câu nha. Rồi thì thấy bên Du số lượng các bạn học trò xem cũng đông đông rồi nè. Cho thầy hỏi một cái nữa, các bạn học trò đang xem live stream ngày hôm nay bao nhiêu bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè? Có nhiều bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh không? Vì thành phố Hồ Chí Minh có cái sườn thi toán thực tế nữa. Để thầy biết chứ không gì hết. À. Có. Rồi, vậy là các bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta ráng coi hết giờ nha. Ráng coi tới hết giờ thì sau đó thầy sẽ có vài thông tin chia sẻ đến cho chúng ta. À, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh thì thi khác, những tình khác một tí. Vì thành phố Hồ Chí Minh thì thi có tùy có thực tế cũng khá là nhiều. Nên mà có gì thì thầy sẽ chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh vào cuối giờ nha. Rồi, tiếp tục nha, câu C nha, câu C. Đi câu B, vô nè, câu B nè. Câu này thì cách làm của nó cũng tương tự giống như câu A thôi, chứ không khác gì hết. Mở ngoặc ra. 3 căn 8 này. Bây giờ này có hai cách. Một là các bạn lấy này nhân vô luôn. Các bạn lấy cái này nè, các bạn nhân vô luôn cũng được. Theo thầy nghĩ là lấy 3 căn 2 nhân vô nó sẽ tiện hơn nè. Ha, nhân vô là ra được số đẹp luôn, mình khỏi cần biến đổi gì mất công nè. 3 căn 2 nhân vô đây ra được là 9 căn 16 nè. Thấy chưa? Và 9 căn 16 dễ dàng bằng 3 nhân 4 và bằng 12 ngay. Vậy nó sẽ nhanh hơn, được chưa? 3 căn 2 nhân vô đây ra được là trừ 3 căn 36 nè. Bằng trừ 3 nhân 6 nè. Bằng trừ 18 nè. Rồi, tiếp tục nữa, 3 căn 2 nhân vô đây thì ra được là cộng 5 nhân 3. Còn căn 2 đem nhân cho 1 phần căn 2 thì mất ha. Căn 2 đem nhân cho 1 phần căn 2 thì bằng 1 rồi. Rồi, giữ ngay chỗ đây bằng 15, bằng 15. 3 căn 2 nhân vô đây thì ra được là 3 căn 100.
Và 3 căn 100 chính là bằng 3 nhân 10, kết quả bằng 30. Rút gọn bài toán. 12 trừ 18 thì bằng trừ 6, cộng 21, cộng 51. Rồi lấy máy tính ra gõ gõ lại một lần nữa cho nó chắc. Khi chúng ta đi thi thử kiểm tra, chúng ta cứ bình tĩnh nha, đừng có gấp gáp gì hết trơn á. Cộng 15, cộng 30, 39, 39 các bạn rồi, thấy không? Thầy tính sai nè. Trừ 6, 39. Hồi nãy thầy tính ra bằng trừ 6 mà thầy lấy cả gan, thầy lấy 6 cộng cho này ra được là 21, 21 cộng này đó. Đang trừ 6 mà thầy nhẩm nhẩm hồi ra được con số 6, thấy không nè. Tính ra là thầy tệ các bạn rồi thân mến nè. Tại kinh khủng. Được chưa? Được chưa? 39, 39 nha. 39 nha, 39 nha, chỉnh lại nha. 39. Các bạn học trò lưu ý nha, thầy đang làm nè. Đứng trước một bài toán này, các bạn hiểu như thế này nè, một bài toán thì sẽ có nhiều cách làm chứ không phải chỉ có một cách. Và thầy đang chọn cái cách là gì? Thầy lấy 3 căn 2 nè, thầy đi nhân phân phối vô đây, nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây, thầy lấy 3 căn 2 thầy nhân phân phối vô, thầy ra được như thế này. Các bạn hiểu đơn giản như vậy. Còn trong quá trình chúng ta làm bài thì chúng ta muốn làm theo hướng nào thì tùy ý chúng ta. Được chưa? Rồi. Nhớ nha, nhớ nha. Một câu nữa. Tiếp tục nữa tới câu C nè. Câu này. Bài toán họ cho như thế này. Ở đây là 2 cộng căn 3, 2 cộng căn 3 thì ghi lại. Còn đây là căn bậc 2 của căn 3 trừ 2 ta cả bình. Căn bậc 2 của A bình thì bằng trị tuyệt đối của A ha, trị tuyệt đối của A. Rồi còn ở đây nè. Ở đây thì có nhiều cách để suy nghĩ lắm. Ví dụ như ở đây thì ra được bằng trị tuyệt đối của trừ 3 cũng được. Đúng không nè? Các bạn có thể ghi là trị tuyệt đối của trừ 3 cũng được. Hoặc là các bạn hiểu nè, trừ 3 bình thì bằng 9, căn 9 thì bằng 3, các bạn ghi sao cũng đúng á. Ở đây các bạn ghi trực tiếp là con số 3 cũng đúng, hoặc là các bạn ghi là trị tuyệt đối của trừ 3 cũng đúng, bởi vì trị tuyệt đối của trừ 3 cũng là bằng 3 thôi. Được chưa? Hai cách ghi đó, cách nào ghi cũng đúng cả. Hiểu không? Một là chúng ta ghi là trị tuyệt đối của trừ 3 rồi xuống hàng cũng bằng 3. Rồi, hoặc là các bạn hiểu nè, trừ 3 bình lên bằng 9, căn 9 thì bằng 3. Hiểu cách nào cũng đúng cả. Rồi, được ha. Tiếp tục. 2 cộng căn 3, ở đây là trị tuyệt đối. Muốn biết được thì chúng ta cần phải biết được anh này dương hay âm. Nếu như dương thì giữ nguyên, còn âm thì ghi ngược lại, có nghĩa là thêm vào cho nó dấu trừ. Vậy đố các bạn học trò dương hay âm vậy? Âm đúng không nè? Căn 3 trừ 2 là âm. Nếu như mình hiểu, mình tự hiểu á, thì mình sẽ hiểu như thế này nè. Căn 3 trừ 2, 2 chính là căn 4. Được chưa? 2 chính là căn 4, số bé trừ số lớn thì âm. Âm thì mình thêm dấu trừ, hay còn nói cái khác là mình sẽ ghi ngược lại. Được chưa? Thêm dấu trừ có nghĩa là cộng căn 3 đổi thành trừ căn 3, trừ 2 đổi thành cộng 2. Rồi, cái đó là dành cho những bạn nào tới bây giờ còn yếu yếu thôi nha. Còn chúng ta giỏi rồi thì thôi khỏi nói. Rồi, cái gì? Hằng đẳng thức. Được không nè? Khi học tới lớp 9 mà nói câu chuyện là không thuộc hằng đẳng thức thì tệ. Không thuộc hằng đẳng thức trong giai đoạn bây giờ là tệ rồi, huống chi là đợi thế thi tuyển sinh thì nó còn quá tệ rồi. Được không nè? Nên là những bạn nào mà chưa áp dụng được hằng đẳng thức thì chúng ta nhớ nha. Nhìn vô cái dấu trừ nè, A bình trừ nè, B bình nè, trừ 3 ghi lại nè, 4 trừ 3 nè, trừ 3 nữa nè. Đúng chưa? 4 trừ 3 trừ 3 nữa, kết quả bằng nhiêu cả? Trừ 2. Xem lại cây. Ổn không? Ổn không? Được ha. 4 trừ 6 bằng trừ 2 ha. Rồi. Được nha. Qua nha. Tua nhanh nha. Vì mấy câu này dễ. Mấy câu này mà bây giờ mà không biết làm nữa là tệ dữ lắm rồi. Ráng lấy được 2 điểm nè. Câu D nè. Thầy khỏi ghi lại đề nha. Bây giờ đứng trước một bài toán nó nhiều phân số như thế này ha, nó nhiều cái đa thức như thế này nè. Thì bây giờ mình sẽ ngồi, mình đầu tiên mình sẽ tập trung tối đa vô từng cái, mình sẽ xem cái là mình xử lý như thế nào.
cái này mình làm gì, cái này mình làm gì và cái này mình làm gì. Mỗi một cái nó có một dạng khác nhau. Cái này là mình đi trục căn thức ở mẫu bằng cách là nhân lượng liên hợp, nó đang là dấu trừ thì mình nhân thêm dấu cộng. Cái này là gì? Có hai cách xử lý, một là nhân lượng liên hợp cũng được, nhưng điều nhân lượng liên hợp thì không có thông minh. Cách nhanh nhất, đơn giản nhất đó là đặt căn 2 trên tử là nguyên tố chung thì sẽ rút gọn được cái mẫu này ngay. Còn cái này là gì? Cái này là thuộc dạng bài toán căn trong căn, mình đưa về hằng đẳng thức. Được chưa? Mình đưa về hằng đẳng thức để bình phương mất căn là xong. Rồi. Vô. Ở đây đang là 2 trừ căn 3, 2 trừ căn 3. Thầy nhân thêm cho 2 cộng căn 3. 2 cộng căn 3. Tử nhân cho bao nhiêu, mẫu nhân cho bao nhiêu thì tử nhân cho bấy nhiêu. Rồi. Và sau khi nhân xong á thì mình sẽ để ý mẫu của nó bằng nhiêu. Nhìn kỹ coi. Các bạn học trò thân mến, mẫu cuối cùng là con số mấy? Nhảy hai bước cho thầy. Cuối cùng là con số mấy? Bình luận coi. Con số 1, đúng không? Mẫu là 2 bình trừ căn 3 bình. 2 bình trừ căn 3 bình là 4 trừ 3 là bằng 1. 1 thì sao? 1 thì chúng ta khỏi cần phải ghi lại. Được chưa? Rồi. Vậy kết quả đây sẽ ra được là 2 cộng căn 3. Được không? 2 cộng căn 3. Ổn nha. Được không? Được không? Được ha. Chấp nhận không? Mẫu 1 khỏi cần ghi lại ha. Rồi. Ở đây đặt căn 2 trên tử làm nhân tử chung, còn lại là căn 3 trừ 1. Căn 6 đặt căn 2 thì còn lại căn 3. Căn 2 mà đặt căn 2 thì còn lại 1, chứ không phải là mất mất tiêu cái chỗ của nó nha. Còn lại con số 1 nha, chứ không phải là còn lại con số 0 nha. Rồi. Căn 3 trừ 1. Rồi, ngay chỗ này còn lại trừ căn 2. Tiếp tục nữa ha, tiếp tục nữa. Cái này là gì? Cái này là hằng đẳng thức. Nhìn linh động lên thì các bạn sẽ khai triển được như thế này nè. Nhìn ngoài nháp đây nha, nhìn ngoài nháp nè, thầy ghi dưới đây luôn nha. Nó sẽ bằng như nè. Ở đây là căn 3 bình nè. Trừ 2 nè, nhân căn 3 nè, nhân căn 2 nè, cộng căn 2 bình nè. Căn 3 bình là bằng 3, căn 2 bình là bằng 2, 3 cộng 2 bằng 5 đó. Còn căn 6 là bằng căn 3 căn 2 nè, thấy chưa? Đây chính là hằng đẳng thức nè. Và gom lại nó thành là căn 3 trừ căn 2 tất cả bình. Được không? Được không? Những bài toán đơn giản gì khỏi cần bấm máy tính ha. Linh động lên cái chỗ bài toán này. Còn bạn nào nói mod 53 menu 922 gì đó thì đó là phương pháp bấm máy tính rồi. Chỗ đó thì chúng ta khỏi bàn rồi. Thế độ gọi là bấm máy tính thì khỏi bàn rồi. Còn vấn đề ở đây là thầy trò chúng ta nhìn vào đây, chúng ta biết được à nó là căn 3 trừ căn 2 thôi. Còn về phương pháp nào để biết được nó là căn 3 trừ căn 2 tất cả bình á, thì một là tính nhặt, tự tính, hai là bấm máy tính. Được ha. Rồi. Và một lần nữa, bình phương mất căn thì biểu thức trong căn nằm trong trị tuyệt đối. Rồi, vô nè. 2 cộng căn 3 trừ căn 2. Anh này dương ha, số lớn trừ số bé chắc chắn sẽ dương rồi. Nhưng điều trước căn, trước cái trị đó có dấu trừ nên chúng ta đổi dấu ha. Trừ căn 3 cộng căn 2. Rút gọn bài toán, căn 2 trừ căn 2 hết, căn 3 trừ căn 3 hết, số đẹp quá, số 2. Rồi, xong. Còn đáp án cuối cùng là 2. Vậy là 2 điểm rồi. Xem thầy nhớ lại những kỷ niệm mà. Kỷ niệm bên kinh tuổi học trò đúng không? Bạn nào mà không biết cái này thì bữa nào xem live stream thầy sẽ làm một cái lần này nữa vào những buổi trưa cho các bạn học trò xem. Còn bây giờ mình đang trong giai đoạn ôn luyện ha. Hướng dẫn cái này nó lâu dữ lắm. Nên là đang nằm trong giai đoạn ôn luyện. Nên là cái này cho thầy được xin phép bỏ qua nha. Bạn nào không hiểu thì follow kênh thầy đi. Rồi có gì thầy sẽ làm một cái video ngắn về hướng dẫn về cách phân tích bằng tư duy và cách bấm máy tính để ra được kết quả. Và nhớ follow kênh thầy để thầy sẽ tranh thủ làm video này cho các bạn học trò xem. Rồi, một câu nha. Qua câu số 2 nè. Câu 2.
Câu 2 thì nó hơi hơi khó hơn một tí thôi. Câu 2 này cũng xin theo báo các bạn học trò là cũng 2 điểm luôn nha. Và nó là mang tên là giải phương trình, giải phương trình. Cái này là thầy được thầy trích ra từ trong đề thi thiệt luôn chứ không phải là tự thầy cho nha. Thầy trích ra trong đề thi thật luôn á. Nhưng không biết phải của trường chúng ta không nha. Rồi. Vô nè. 5 trừ căn 2x cộng cho 5 bằng 3 một ấy. Câu B nè. Hơi nhiều căn ha. Hơi nhiều căn như là nó dễ. 4x trừ 8 cộng 1 phần 2. Nhớ chịu cực ngồi học online thì lấy cuốn tập ra chép nha mấy đồng chí. Ngồi cầm điện thoại rồi ngồi coi cười cười khà 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 vỗ đùi đồ khen hay đồ dễ hiểu đồ các kiểu mà không có chép miếng nào hết trơn là một chút quên hết nha. Nhớ nha, nhớ nha, học toán chứ không phải học chứ không phải xem kịch nha. Cái này là thầy nói vui như là thật nha. Các bạn không chép là thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Thấy nó dễ vậy đó, chứ tới chừng đi thi đụng chuyện là biết à. Nhờ thầy mà em đậu được trường top tỉnh. Nhờ mình chứ, thầy là chỉ là bước điểm thôi. Ha. Thầy là chỉ hỗ trợ mình đã có 0,5 điểm mà. Còn năng lực của mình đậu được trường top tỉnh đó là do năng lực của mình đó chứ, bạn Đức thân mến. Nói chung là thầy cũng nở lỗ mũi nha. Đúng rồi, căn 9 trừ 18. Một chút nữa thầy sẽ đọc lại từ từ cho các học trò nghe. Cái câu cuối này hay nè. Rồi. 4 câu 2 điểm. Theo thầy nghĩ 4 câu 2 điểm thì câu này phải là 0,75. Nhưng điều ngặt nên là cái thang điểm một câu là 0,5, dù cho câu dễ hay là câu khó, mỗi câu vẫn là 0,5. Rồi. Cố lên nha, cố lên nha. Trời. Nay like chơi chơi cũng được 400 người xem quá thân mến. Ha. Nay thầy like chơi chơi cũng được 400 người xem trên top, vậy tôi cũng trở thành idol rồi. Ha. Thầy cũng nổi tiếng các học trò. Ơi ơi mà hỏi cái cây hãm là cô nói thầy của ông dạy trên TikTok gì đâu mà thấy lượt follow cũng khủng mà sao đi ngoài đường không ai biết mặt mũi ông hết trơn hả? Các bạn học trò, các bạn vô trong trường nhiều bạn học trò khác xem thầy không, các bạn bình luận cái. Các bạn học trò thân mến, chúng ta đi học trong trường nhiều bạn học trò biết đến kinh tuổi học trò của thầy không? Không hả? Không ai biết trơn hả? Trời đất ơi, nhục dưới trời. Học sinh trên top nó hướng ngoại, còn học sinh trên du nó hướng nội, nó im ru à. Nó nói là ui ui tụi bay đừng có bình luận nha, tụi bay đừng có bình luận nha, ông nói gì ông nói nha. 19 giờ ngày mai có đăng lại các em nhé, buổi học ngày hôm nay 19 giờ ngày mai có đăng lại. Chưa dễ trơn mà buồn ngủ hay gì tính hỏi xem lại rồi hả? Chưa dễ trơn mà buồn ngủ hả? Ráng đi, ráng thức chút đi hả? Học cùng thầy cho nó vui, học like nó vui hơn xem lại chứ. Rồi, vô nha, vô nha. Đầu tiên đối với bài toán này á thì nhìn vô đây chúng ta thấy được nè. 5 trừ cho cái này bằng 3 thì cái ông ỷ này nè sẽ bằng 5 trừ 3 là bằng 2. Đúng không? Đúng không? Nè, 5 trừ này bằng 3 thì cái này sẽ bằng 5 trừ 3 là bằng 2. Bài toán này á thì chúng ta khỏi cần đặt điều kiện cũng đúng nữa. Chúng ta chỉ cần bình phương lên là xong. Được chưa? Khỏi cần đặt điều kiện cũng đúng luôn. Nhưng điều do là chúng ta đang học lớp 9 á, nên chúng ta tập thói quen là đặt điều kiện đi cho nó tiện nha. Đặt điều kiện đi, không có tốn nhiều thời gian các học trò đâu, nên cứ đặt đi cho tập một cái thói quen tốt. Rồi, chúng ta dễ dàng ra được x lớn hơn bằng trừ 5 phần 2 ha. Một lần nữa thầy nói nha, bài toán này khỏi cần đặt điều kiện cũng được. Nhưng mà chúng ta thôi chúng ta thầy xem như là thầy năn nỉ đi, chúng ta tập thói quen đặt điều kiện đi chứ để mai mốt chúng ta ỷ y chúng ta không biết cái nào cần đặt cái nào không cần là tiêu nữa. Rồi, được chưa, được chưa? Sau đó sau khi đặt điều kiện xong, đối với bài toán này căn a bằng b nè, chúng ta sẽ bình lên, bên đây bình lên mất căn ha, bên đây bình lên mất căn,
bên đây bình lên thì bằng 4 nha. Thầy cố tình thì ghi cái dòng bình lên để cho các bạn học trò biết bên đây bình lên mất căn, bên đây bình lên bằng 4, được chưa? Tương đương 2x bằng âm 1, 4 trừ 5 bằng âm 1 ha. Dễ ha, dễ ha. Tiếp tục nữa, x bằng âm 1 phần 2. Âm 1 phần 2 là có 0,5 mà, trừ 0,5 mà. Còn này là tới trừ 2,5 lận. Vậy là chắc chắn là trừ 0,5 sẽ lớn hơn trừ 2,5 rồi. Ghi chữ nhận ha. Kết luận. Vậy x bằng trừ 1 phần 2 là nghiệm phương trình một câu. Rồi, 0,5 điểm. Chúc mừng các bạn học rồi. Và chắc chắn kinh thầy là các bạn phải vô lô rồi. Bởi vì thầy nắm được thông tin là khoảng các bạn học trò báo thầy nha, với học trò của thầy dạy á, là chúng ta sẽ thi giữa học kỳ là tầm cỡ cuối tháng 10 đúng không nè, tức là khoảng hết tuần này đổ bộ vào tuần sau là chúng ta sẽ bắt đầu thi thi giữa học kỳ 1 cho đến đầu đầu tháng 11, có nghĩa là chúng ta sẽ thi trước trước rằm trước ngày 15 tây tháng 11 đúng không? 2 tuần nữa, vậy là tuần tuần sau hoặc là tuần sau nữa, tuần sau hoặc là tuần sau nữa chúng ta sẽ thi giữa học kỳ. Nên là chúng ta ráng nha, tuần sau hoặc là tuần sau nữa, có nghĩa là cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11. Rồi một câu nha, một câu nha. Một câu. Được hai câu này không có vấn đề gì khó nha. Ráng cố gắng. Câu B. Câu này làm sao đây? Bài toán nó cho một căn, hai căn, ba căn, nhưng mà nhìn kỹ lại nè, nhìn kỹ lại một tí. Cái đề thì chép lại tí nha, bị hồi nãy thầy ghi chữ hơi xấu nè. 4x trừ 8 nè, cộng 1 phần 2 căn bậc 2 của 16x trừ 32, cộng căn bậc 2 của 9x trừ 18 bằng 21 nha, 21. Thì ở đây nè, chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy được nè. Ở đây nè, nếu như bây giờ mình đặt con số 4 làm nhân tử chung thì nó cũng còn là x trừ 2. Ở đây nếu như mình đặt 16 làm nhân tử chung thì cũng còn là x trừ 2. Và ở đây nếu như mình đặt 9 làm nhân tử chung cũng còn là x trừ 2 và bằng 21. Vậy có nghĩa là gì? Tới đây nè, chúng ta sẽ thấy nè, cái con số 4 này chắc chắn phải đem ra ngoài bằng 2. 16 này cũng phải đem ra ngoài bằng 4 và 9 đem ra ngoài bằng bằng 3. Vậy là còn lại chỉ có cái căn x trừ 2 thôi. Nhưng trước khi mình đem ra ngoài là mình phải đặt điều kiện trước. Điều kiện đó là x trừ 2 lớn hơn bằng 0, được chưa? X trừ 2 lớn bằng 0 nha, lớn bằng 0. X trừ 2 lớn bằng 0. Và chúng ta ra được đó là x lớn bằng 2. Trước khi đem ra là phải đặt điều kiện nha. Nhớ nha. Rồi, đem ra nè. 2 căn x trừ 2, 16 đem ra bằng 4 á, 4 chia 2 thì còn lại 2 luôn, x trừ 2. 9 đem ra khỏi căn bằng 3, 3x trừ 2 bằng 21. Ở đây nè, các bạn học trò dễ sai cái chỗ này nè, quên đem ra ngoài ghi số 4 luôn, đem ra ngoài ghi số 9 luôn, quên đem ra ngoài ghi số 8 luôn, 8 chia 2 bằng, đem ra ngoài chia 16 luôn, 16 chia 2 bằng 8. Chúng ta bị quên quên mất là đem ra khỏi căn là chúng ta phải phải khai căn cái con số đó, được chưa? Nên là lưu ý nha, các bạn học trò dễ sai cái chỗ đó thôi. Rồi 2 nè, cộng 2 nè, cộng 3 nè bằng 7, x trừ 2 bằng 21. Tới đây là thả các bạn học trò tự làm được rồi, tới đây là quay về bài cũ rồi, tới đây là quay về bài câu A rồi. Bây giờ tập trung học đi, hỏi thầy like mấy giờ chứ cho mất công. Bây giờ thầy đang like nè. Bây giờ tôi đang like nè. Nè, hơi nào mà hỏi mấy giờ thầy like, mấy giờ xem lại, khi nào xem lại được không? Thầy có đăng lại trên Zoom hay không? Trời, những câu hỏi đó là những câu hỏi dư thừa. Bây giờ đang học nè, mà còn không học được đây thì hỏi xem lại thì có xem được không? Có xem không? Đúng không nè? Nên là bây giờ mình tính câu chuyện trước mắt trước đi. À, sai sai chỗ nào thầy thấy có vài bạn bình luận sai, có sai không? Đó là hỏi tôi mất
Rồi tiếp tục nha. 21 chia 7 bằng 3 nha. 21 chia 7 bằng 3 đặt ra thế nhân nè. Rồi, dòng này. Nhớ nha, 21 chia 7 bằng 3. Tiếp tục tiếp tục. Bình lên x trừ 2 bằng bằng 3 bình là bằng 9 nha. X bằng 11. 9 cộng 2 bằng 11, 11 lớn 2 nhận. Được chưa? 11 lớn 2 nhận. Rồi, kết luận. Vậy x bằng 11 là nghiệm của phương trình. Đi thi đừng có ghi giống thầy như thế này nha. Đi thi là phải ghi rõ ràng cái chữ nghiệm ra nha, hoặc là ghi chữ phương trình ra nha, các bạn thân mến nha. Nhớ lưu ý với thầy nha, nhớ lưu ý với thầy nha. Đi thi là phải ghi rõ ràng cái chữ nghiệm ra hoặc là chữ phương trình ra. Còn ở đây là do là thầy đang live stream nên là thầy làm biến. Được chưa? Rồi, chụp lại một cái nào. Câu này thầy nghĩ không sai được đâu các thân mến. Câu này cơ bản mà, thầy mà sai đến là chắc là thầy xin lỗi các bạn học trò chứ giờ sao giờ rủi như sai thiệt thì sao, đúng không nè. Câu này thầy nghĩ chắc không sai đâu. Hôm nay buổi live stream ngày hôm nay không có xuất hiện tô một không. Có tô một không của thầy không nè. Rồi, vô nha, vô. Câu C. Câu này hay nè. Câu này thầy nghĩ các bạn học trò nên quan tâm. Nhìn kỹ câu C nha. Câu C. 3x cộng căn bậc 2 của x bình trừ 6x cộng 9 bằng 1. Được chưa? Bằng 1. Thì nhìn vô đây nè. Thầy sẽ giữ cái căn này lại. X bình trừ 6x cộng 9 bằng 1 trừ 3x. Đúng chưa? 1 trừ 3x. Rồi. Bây giờ mình đặt điều kiện. Đặt điều kiện nha. Bài toán này nè, nó có bài học rồi như thế này nè. Bài toán này có nhiều cách làm chứ không phải chỉ có một cách làm. Trước khi thầy làm thầy nói rất là rõ nha. Bài toán này có nhiều cách làm chứ không phải chỉ có một cách làm. Nên các bạn học trò lưu ý giúp thầy. Và đứng trước một bài toán này thì thầy sẽ đặt điều kiện là cái ông ỷ này lớn hơn bằng 0. Căn của một con số là luôn luôn lớn bằng 0 nên thầy đặt điều kiện cái này nè, lớn bằng 0 nè. Điều kiện nè. Là 1 trừ 3x lớn bằng 0 và trừ 3x lớn hơn bằng trừ 1, x bé hơn bằng 1 phần 3. Rồi. Thầy sẽ đặt điều kiện bên đây ha. Rồi tiếp tục nữa. Đưa về hàng đẳng thức nè. X trừ 3 tất cả bình nè. Bằng 1 trừ 3x nè. Được chưa? 1 trừ 3x. Biểu thức trong căn nè, bình phương mất căn nè, biểu thức trong căn nằm trong trị tuyệt đối nè. Rồi. Bỏ trị tuyệt đối ra chia làm hai trường hợp nè. Cái mặt vuông ở trên là trường hợp 1, ở dưới là trường hợp 2. X trừ 3 bằng 1 trừ 3x. X trừ 3 bằng trừ 1 trừ 3x. Có nghĩa là bỏ tuyệt đối ra một âm hai dương đấy. Có một bạn trên Zoom hỏi thầy khỏe không? Thầy khỏe. Mà mình để cái tên kỳ kỳ quá nên là thầy không dám đọc cái tên của mình. Rồi, ngừng. Dầm cây. Được ha. Rồi, dòng trên giải theo dòng trên. Thầy giải dòng trên trước cho các bạn học trò đỡ nói nha. Dòng trên nè, chuyển qua là 4x. Chuyển qua là 4. Rồi, dòng trên giải theo dòng trên. X bằng 1. 1 nó không có bé hơn 1 phần 3 được. Lỗi, đau lòng ha. Xong. Bữa nào thầy dạy hình nè. Nay thầy có dạy hình mà. Một chút nữa thầy có tới hình liền. Ngày hôm nay là thầy dạy full một đề rồi, chứ không phải là chỉ dạy có một vài bài đại thôi, không phải, có hình nữa.
Rồi, tiếp tục nữa, dòng này ha. Dòng này thì các bạn học trò linh động lên các bạn sẽ hiểu như thế này nè. Thầy ghi mở ngoặc, thầy ghi chú thích ngay chỗ này nha. Nè, trừ 1 nè, cộng 3x nè. Thấy chưa? Trừ 1 cộng 3x nè. 3x chuyển qua đây thành trừ 3x rút gọn còn lại là trừ 2x. Trừ 2x. 3x chuyển qua đây rút gọn còn lại trừ 2x. Trừ 3 chuyển qua đây còn lại là 2. Và dễ dàng mình ra được là x bằng trừ 1. Còn bạn nào không hiểu á, bạn nào mà không hiểu á, thì chúng ta làm từ từ nha, đừng có làm nhanh giống thầy. Không hiểu thì dựa trên cái kết quả thầy làm, tự mình làm lại theo ý của mình. Nghe thầy kỹ thầy nói nè, nếu mà dòng nào các bạn học rồi thấy thầy làm tắt không hiểu thì các bạn hiểu nè, à ông thầy ông làm ra được bằng trừ 1, mình làm từ từ, mình bỏ ngoặc, mình làm từ từ, mình chuyển vế, mình rút gọn từ từ thì cây có ra bằng trừ 1 không? Nó hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi, trừ 1 bé hơn 1/3 nè, nhận nè. Vậy kết luận, vậy x bằng trừ 1 là nghiệm của phương trình một câu. Rồi, ngẫm lại. Thầy đang dạy ở tỉnh nào? Thầy đang dạy toàn quốc. Hiện tại là trong phiên live stream thì có rất là nhiều bạn học trò xem trên toàn quốc, thậm chí có người nước ngoài nữa. À, lâu lâu thầy like cũng có vài bạn nước ngoài vào xem, bởi vì kiến thức này là kiến thức chung, các bạn không biết. Kiến thức là kiến thức chung mà, chứ đâu phải là chỉ có kiến thức này của Việt Nam không. Rồi, bây giờ là thời gian để cho các bạn học trò thể hiện tình cảm đối với kênh của học trò, đó là cho thầy một like. Và chắc chắn phải follow kênh rồi, à, chắc chắn phải đăng ký kênh rồi, đó là chuyện chắc chắn rồi. Tiếp tục nha. Câu D nè. Câu này hay nè. Nhìn kỹ câu D nha, câu D nè. Câu này các bạn học trò mà không tập trung là chúng ta sẽ không hiểu nha. Nhìn nó có vẻ khó nhưng thật sự nó không khó. Mỗi một lớp có lịch live stream khác nhau, có một bạn yêu cầu thầy ngày mai ôn thi lớp 10 đây. Ngày mai mà thầy ôn thi lớp 10, lớp 12 nó nhảy dựng. Mình lưu ý nha, mỗi một lớp sẽ có một cái ngày định ngày khung giờ live stream khác nhau. Lớp 10 nè là thứ sáu chủ nhật. Còn ngày mai là lớp 12. Ngày mai mà thầy live lớp 10 rồi mai mốt thầy lấy cái giờ lớp 10 thầy live cho lớp 12 rồi chúng ta chịu không? Lúc này đâu có chịu được. Nên là ngày nào lớp đó được ha, ngày nào lớp đó. Rồi, chúng ta tập trung. Đầu tiên đối với bài toán này, bài vô chúng ta làm gì trước các bạn học nào? Bài vô mình làm gì trước? Đó là mình sẽ tiến hành đặt điều kiện. Bài toán có tổng cộng 3 cái căn, nhưng mình chỉ cần đặt điều kiện cái căn này thôi là được rồi. X trừ 2 lớn hơn bằng 0, X trừ 3 lớn bằng 0. Rồi, được chưa? Cái này là nó gồm hai cái này rồi, nên là mình chỉ đặt x trừ 2 lớn bằng 0, x trừ 3 lớn bằng 0 là ok. Tiếp tục nữa, x lớn hơn bằng 2, x lớn hơn bằng 3, và chúng ta ra được kết quả đó là x sẽ lớn bằng 3. Đó là điều kiện chung. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục. Bài này, đầu tiên nè, căn bậc 2 của x trừ 2, x cộng 3, x trừ 3, cộng căn bậc 2 của x trừ 2, nguyên cụm này chuyển qua ha, nguyên cụm này chuyển qua, trừ nè, căn bậc 2 của x trừ 3, cộng 1, bằng 0. À, có bạn Linh
Ở trên du báo thầy là cái bài 1B hồi nãy thầy dạy sai. Bài 1B. À đúng rồi. Bài 1B hồi nãy thầy giải sai các bạn thân mến. Để một chút nữa thầy sẽ quay lại 1B. Các bạn học trò chút nữa chúng ta chỉnh lại bài 1B nha. 1B thầy có sai một chỗ. Rồi. Ở đây đối với các bạn học trò thầy đã cho sẽ làm gì? Căn x trừ 2, ở đây có căn x trừ 2. Đặt căn x trừ 2 làm điểm tử chung, căn x trừ 2 ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn là căn x trừ 3, ở đây còn lại con số 1, ở đây cũng là căn x trừ 3, ở đây cũng là cộng 1 bằng 0, giống nhau, thấy chưa, giống nhau. Mình tiếp tục một lần nữa, đặt căn x trừ 3 cộng 1 thì ở phía trước sẽ còn lại là căn x trừ 2, phía sau còn lại là trừ 1 bằng 0. Rồi, ngưng một tí. Được hen, được hen. Tiếp tục. Phương trình tích A nhân B bằng 0, cho từng tích bằng 0, được chưa? Cho từng tích bằng 0. Lưu ý nha, lưu ý nha. Ở đây là dấu trừ nha. Đây là dấu trừ chứ không phải dấu cộng nha. Mở ngoặc ra, căn x trừ 3 cộng 1 bằng 0 và căn x trừ 2 trừ 1 bằng 0. Dòng trên đó thì ra được vô nghiệm rồi, nhưng thầy sẽ chuyển vế cho các bạn học trò thấy luôn nè. Căn x trừ 3 bằng trừ 1, căn x không thể nào bằng con số âm được ha, nó không thể nào bằng con số âm được nên là vô nghiệm nè, vô nghiệm. Căn của một con số là phải luôn luôn lớn bằng 0 nha, nó không thể nào âm được. Rồi, ở đây thì chuyển vế qua căn x trừ 2 bằng 1. Rồi dòng dưới mình bình lên, bình lên đây ra được x trừ 2 bằng 1 bình nha, 1 bình. Và chúng ta dễ dàng ra được là x bằng 3. X bằng 3 lớn hơn bằng 3, nhận. Được chưa? Hợp lý ha, x bằng 3 lớn bằng 3 nhận. Kết luận, vậy x bằng 3 là nghiệm phương trình. Rồi, chúng ta xem lại câu này. Hai câu rồi. Hồi nãy thầy nói trong buổi livestream ngày hôm nay sẽ gửi đến các bạn học trò tổng cộng là 4 câu. Đúng không nè? Chúng ta xử lý được hai câu rồi. 50 phút rồi. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Sau một ý này ha, bây giờ quay trở lại cái câu B hồi nãy. Câu B hồi nãy nè, là thầy bị sai ngay chỗ này nè. Bạn nào chép bài hồi nãy chúng ta sẽ để ý nè. 16 khai căn bằng 4 nè, ở đây là con số 9 mới đúng. Mà thầy ghi con số 3 nên thầy nhân vô sai nè, ở đây là 36. 18, 36 trừ 18 thì bằng 18. 18 cộng cho 15 thì bằng 33, 33 cộng 30 thì bằng 63. Kết quả bài toán này bằng 63 mới đúng các bạn thân mến nha. Hồi nãy bài toán nãy sai 3 lần. Kinh khủng thật. Một bài đơn giản mà ra được sai 3 lần nè. Rồi. Nhìn thầy quen quá hả? Quen thiệt không? Nhiều khi thầy có bà con với bạn đấy. Mình hỏi gì? Thầy hỏi Nguyễn. Nhiều khi thầy gà, nhiều khi thiệt, nhiều khi các bạn học trò nhìn thấy thầy quen thiệt chứ không phải quen xạo. Rồi chúng ta làm thêm một câu đại số nữa, sau đó chúng ta sẽ kết thúc bằng một câu hình nha. Buổi live ngày hôm nay sẽ có tổng cộng 4 câu. Các bạn học trò cố gắng làm xong hết 4 câu luôn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học hơi trễ một tí, tới có thể là 10 giờ 20 mới xong nha.
Nên các bạn học trò ráng thức một tí nha. Bài tập số 3. Người ta cho một biểu thức B và một biểu thức Q. Người ta cho một biểu thức B và Q. Số 3 nè. Đầu tiên là người ta cho B bằng căn x trên căn x trừ 2 cộng căn x trên căn x cộng 2 trừ x trừ 2 căn x trên x trừ 4, và họ cho biểu thức quy nè bằng nè căn x cộng 2 trên căn x trừ 2. Và bài toán họ cho điều kiện sẵn luôn, đó là x lớn hơn bằng 0, x cách 4, nên thầy trò chúng ta khỏi cần phải đi tìm điều kiện ha. Bài toán này gồm có 3 ý. Ý A là tính quy khi x bằng 4. Câu này dễ, câu này là câu cho điểm. Câu B là họ kêu mình rút gọn bê phở. Câu này là câu kinh điển. Câu C là cho M bằng B chia Q nha. B chia Q. Tìm x nguyên. Tìm x nguyên. Để B. Để M, để M, để M. Để M bé hơn 1 phần 2. Rồi. Tìm x nguyên để mà bé hai. Câu này là câu cho điểm, câu này là câu cơ bản, câu này là thi cử lúc nào cũng có, câu này là câu hơi đánh đố học sinh một tí để làm khó các bạn học trò một tí thôi, chứ thật sự là câu này không khó. Nếu như bài toán này mà người ta không có cho điều kiện á, thì các bạn cần phải tìm điều kiện, được chưa? Bài toán này mà họ không cho điều kiện thì chúng ta phải tìm điều kiện. Còn bài toán này họ cho điều kiện rồi nên chúng ta không cần phải tìm điều kiện nữa. Rồi, chúng ta bắt đầu vô hệ nè. Đầu tiên quy nha, quy. Tính quy khi x bằng 4, chúng ta sẽ ghi nè, câu A ha. Ta thế x bằng 4 vào quy. Quy bằng, thầy ghi cái là các bạn học trò cười ngửa nè, 4 cộng 2 nè, 4 trừ 2 nè, kết quả bằng 4 phần 2 bằng 1 nè, 4 phần 1 nè bằng 4 nè. Chỉ nữa thầy sai rồi, dễ quá, thành ra là ẩu rồi thôi mà. 4 phần 1 ha, trên tử là 2 cộng 2 bằng 4 ha, dưới mẫu là 2. Khoan, ngưng, tào lao, coi kỹ lại. Tôi chưa có chép đề sai không ấy đã. Sao dưới mẫu là 2 trừ 2 được ta? Từ từ để thầy coi kỹ là thầy có đề sai không nha. Bằng chính các bạn học thân mến, bằng chính, sửa lại. Bằng chính. Bây giờ đây là 2 trừ 2 mà mẫu nó bằng 0 là không được rồi. Ha, sửa lại bằng chính nha. Quy bằng căn chính cộng 2 chia cho căn chính trừ 2 bằng 3 cộng 2 chia cho 3 trừ 2 bằng 5. Lưu ý nha, mẫu là con số 0 nha. Nhớ nha, sửa lại con số 9 nha, ta thế 9 nha. Rồi, tiếp tục nha. Cái đề này mà thấy con số 4 như là tào lao. Rồi, vô anh Quy nè. Cái này mà cái câu Quy nè, đi thi tuyển sinh là các bạn, cái câu rút gọn B nè, là đi thi tuyển sinh các bạn học trò bắt buộc phải làm được nha. Không làm được câu này là dở nha. Không làm được câu này là không có nằm cái lụng 7-8 được.
Vì không làm được câu này lấy gì câu hình mình làm được, đúng không nè? Nên là ráng làm được câu này, tệ lắm cũng phải làm được nó. Tới thời điểm này thì nhìn vô đây phải biết được đây là hàng đẳng thức nha. Anh này là căn x bình trừ 2 bình nè. Được chưa? X trừ 4 á, nó chính là căn x bình trừ 2 bình. Và nó khai triển ra được hai vị này. Thầy khỏi cần ghi lại đề nha, các bạn tự ghi lại đề nha. Mẫu chung nè là căn x trừ 2 nè, căn x cộng 2 nè. Cái cách ghi này của thầy nè là một trong những cách ghi để các bạn tiết kiệm công sức á. Còn các bạn muốn ghi ba cái phân thức ra riêng lẻ cũng được. Còn đây thầy quy đồng luôn. Được chưa? Ở đây là thầy chọn cách là thầy quy đồng luôn. Qua câu C cho lẻ đi thầy. Thôi vậy nộp bài luôn cho lẻ chứ qua câu C chứ cho lẻ. Trời đất ơi, học tập mà, thầy đang dạy học mà, cũng phải có câu này câu kia chứ. Bây giờ mình thầy mà qua câu C luôn là thôi vậy thầy nộp bài tắt like dẹp nghỉ luôn cho nó lẹ là nhanh nhất. Đúng nè. Rồi. Vô nè. Ở đây nè. Mẫu đang thiếu căn x cộng 2 nè, nhân lên tử thêm cho căn x cộng 2. Ở đây đang thiếu căn x trừ 2 nè, nhân lên tử thêm cho căn x trừ 2. Ở đây đủ nè, nhưng đều nó có dấu trừ nha. Chúng ta nhớ mở ngoặc đổi dấu. Đề thi nó thường hay đánh đố ở chỗ đó đó. Có bạn hỏi thầy là đi thi ghi vậy có bị trừ điểm không? Mất mấy gì trừ? Rồi coi, từ dòng này bay xuống dòng này là mất mấy gì trừ? Không có cơ sở gì mà trừ điểm có học trò hết trơn á. Ha, không có bị trừ nên mình cứ an tâm nha. Trình bày như vậy là đạt chuẩn khoa học rồi. ISO 9001 rồi. Rồi, sau đó mình rút gọn tử nha, rút gọn tử, mẫu ghi lại nha. Căn x nhân căn x bằng x. Căn x nhân 2 bằng 2 căn x. Một cái. Căn x nhân căn x bằng x. Căn x nhân trừ 2 được trừ 2 căn x. Hai cái. Trừ x ghi lại. Cộng 2 căn x. Thầy đang bỏ ngoặc đổi dấu á. Rồi rút gọn nè. Đi thi không có gạch gạch giống thế này nè. X nè, trừ x hết nè. Cộng 2 căn x trừ 2 căn x hết nè. Vậy bài toán trên tử sẽ còn là x cộng 2 căn x thôi. Mẫu ghi lại ha. Rồi, sau khi mà rút gọn tử xong, các bạn học rồi nhớ kỹ một điều nha. Sau khi mà rút gọn tử xong, chúng ta hãy nghĩ ngay đến cái việc cuối cùng là rút gọn tử mẫu nha. Trên tử nè, căn x làm nhân tử chung. Hai này triệt tiêu mất màu nè. Bài toán cuối cùng chỉ còn lại là căn x trên căn x trừ 2. Rồi, một câu. Ngưng ngưng một tí. Dễ quá vậy thầy. Dễ quá là do mình học giỏi ha. Dễ quá là do mình học giỏi á. Còn đối với thầy là ngày xưa học dạng này cũng hơi dở nè. Cũng phải khổ luyện từ từ mới giỏi được. Rồi, sau khi rút gọn B xong rồi ha, rút gọn B xong rồi, còn một ý nữa. M bằng B chia nguyên nha. Tìm mít nguyên để M bé hơn này. Rồi, M nè bằng B nè chia Q nè. B là gì? B là này đúng không nè? B là này. B là căn x trên căn x trừ 2 chia là thầy chấm hai chấm nha. Chia Q là căn x cộng 2 chia căn x trừ 2. Chia là chuyển thành gì? Nhân nghịch đảo. Triệt tiêu mất. Rồi, vậy ra được M rồi. Sau khi ra được M xong ha,
Ở đây họ nói là tìm lít nguyên để m bé hơn 1 phần 2. Rồi, tiếp tục ha. M bằng căn x trên căn x cộng 2 bé hơn 1 phần 2. Đây là gì? Đây là bất phương trình. Đúng chưa? Đây là bất phương trình. Bất phương trình thì nhân chia số âm, bất phương trình nhớ đổi chiều. Nhưng bây giờ nè, bài toán này có nhiều cách xử lý nha, có nhiều cách xử lý. Nhưng bây giờ thầy sẽ xử lý theo cách này nè. Cái này các bạn học trò biết dương hay âm không? Bình luận nha. Biết dương hay âm không? Dương. Đúng nè. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết được là căn x cộng 2 này chắc chắn sẽ dương rồi. Với gì các bạn làm? Với điều kiện gì? X lớn bằng 0, x cắt 4. Đúng nè. X lớn bằng 0, x cắt 4 thì cái này chắc chắn phải dương nè. Dương. Dương là chúng ta lấy này chúng ta nhân qua đây. Còn 2 nhân qua đây ha. 2 căn x bé hơn căn x cộng 2. Dương, biết dương hoặc là biết âm thì chúng ta nhân chia thoải mái, và nhớ là nhân chia số âm thì bất phương trình đổi chiều thôi. Được chưa? Biết dương là nhân qua thoải mái nha. Còn trong trường hợp mà không biết âm dương thì mình mới tính khác nha. Không biết nó là âm hay dương thì chúng ta sẽ tính khác, còn biết dương là nhân qua thoải mái. Rồi, chuyển bé rút gọn nè. Còn lại căn x nè. Bé ăn 2 nè. Cái bài đầu tiên trong sách giáo khoa nè. Đúng nè, cái bài tập đầu tiên trong sách giáo khoa các bạn học trò làm nè. Bài học á, là cuốn sách giáo khoa là chúng ta sẽ thấy được nè. Rồi, chúng ta bình lên nha, ra được x bé hơn 4. X bé hơn 4 nhưng đều phải lớn bằng 0 nha. Đúng không, đúng không? Điều kiện nè, x nó bé hơn 4 nhưng đều điều kiện nó phải lớn bằng 0. Nó bé hơn 4 nhưng phải lớn bằng 0. Rồi, kết luận nè, x nguyên đúng nè, x nguyên để này. Vậy ta có đi, ta có thứ nhất x lớn hơn bằng 0 bé hơn 4, mà ở đây người ta hỏi là x nguyên nữa. X nguyên có nghĩa là x thuộc xã, xác là tập hợp số nguyên đó, được chưa? Ha, à, xác là tập hợp số nguyên. Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ ra được có con số nào? Vậy x sẽ thuộc cái con số nào đây? Số 0, số 1, số 2, số 3. Không có số 4 nha, không có số 4, không có dấu bằng, dấu khác nè, thấy không? Thì m bé hơn 1 phần 2. Rồi, các bạn giám khảo kiểm tra là giúp thầy coi đúng không? Nhìn kỹ lại coi. Bài này dễ hơn mấy bài trước. À, vậy là Bảo Châu này học ổn nè. À, thầy thấy Bảo Châu là không xem sót thiết like nào của thầy luôn đó. Ha. Buồn ngủ quá thầy ơi. Buồn ngủ thì cứ đi ngủ. Trời đất ơi. Thầy không có cấm mình ngủ. Buồn ngủ cứ tắt like đi ngủ bình thường, đừng có thích làm chi. À, được ha, được ha, cố lên nha. Rồi, câu cuối cùng, câu hình nha. Một câu hình chúng ta sẽ xử lý trong vòng 15 phút ha. Câu hình này thì gồm có tổng cộng 3 ý. Các bạn dòm này nha, tập trung nha, tập trung nha. Cho tam giác ABC vuông tại A, vuông tại A, và người ta cho cạnh AB lớn hơn cạnh AC nha, lớn cạnh AC. Tiếp tục đường cao AH. Rồi, AD là đường phân giác, AD là tia phân giác của góc HAB. HAB. Bài toán này gồm có tổng cộng 3 ý. Đó là tính AH, AC, và người ta biết đó là HB bằng 18 cm.
và HC bằng 8 cm. Câu B là họ kêu mình chứng minh tam giác ADC cân tại C, và họ kêu mình chứng minh tiếp cái này, đó là DH chia cho BD bằng AH chia cho AB bằng AC chia cho BC. Tiếp tục nữa, ý C gọi FEF là hình chiếu của H lên AB AC, chắc các bạn rụng nụ hết trơn ha, chắc tới đây các bạn học trò rụng nụ hết trơn rồi. Tiếp tục nha, chứng minh diện tích tam giác AEF bằng diện tích tam giác ABC, được chưa, nhân 1 trừ cos bình góc B. Cái gì vậy trời, đúng không? Bắt đầu tới đây tôi thấy này, thấy cái gì vậy trời nè, nhân cho sin bình góc C. Rồi đề chỉ có nhiêu thôi các bạn thông báo ha, đề chỉ có nhiêu thôi, đơn giản, cuộc sống đơn giản đó thông báo ha, cuộc sống nó chỉ đơn giản ngắn ngủi như vậy thôi. Rồi cố lên lên, hy vọng là sẽ không làm các bạn học trò cảm thấy bài tập này khó ha. Lâu lâu rủ các bạn học trò làm bài toán hình nè, lâu lâu mới lâu lâu thầy trò chúng ta mới làm bài hình lần các bạn thân mến, nên là thầy trò chúng ta cũng phải ráng chứ ha, ráng thì cái làm được nhiều hay nhiều ha. Rồi vô đầu tiên vẽ tam giác nha, đầu tiên vẽ cái tam giác vuông ra cái nào. Nhìn cái đặt cây cơm ba, cây thước là thấy mắc ghét chưa thằng anh ha, nhìn là biết là đặt là biết ông thầy là biến rồi, thầy cũng cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. A B C, đường cao AH nha quý vị bà con cô bác, nhớ là AB lớn hơn AC nha, AB lớn hơn AC. Vậy bên anh B nằm bên đây nè, anh C nằm đây, thầy quên để ý cái vụ AB lớn hơn AC. AB lớn hơn AC nha, lưu ý nha, vẽ cho đúng đề bài yêu cầu của người ta. B bò nằm bên đây nha, còn anh cào nằm bên đây nha. Rồi vô nè, AD là đường phân giác của HAB, HAB, AD là đường phân giác. Rồi vẽ đường phân giác ra AD, chia góc này ra làm hai góc. Rồi quá đẹp. Đầu tiên câu A, họ cho HB bằng 18, họ cho HC bằng 8, họ kêu tính AH. Câu A là câu cho điểm á, câu A mà các bạn học trò làm không được là các bạn học trò có lỗi với thầy lắm luôn á. Rồi câu A nè, xét tam giác ABC theo hệ thức lượng, theo hệ thức lượng thì mình có AH bình bằng HB nhân cho HC bằng 18 nhân cho 8 bằng, giờ khuya rồi bấm máy tính cho nó chắc các bạn được không ạ, 144. Rồi khúc này khỏi cần bấm, AH bằng 12, đơn vị là cm. Rồi một câu ha, một ý. AC, khúc này AC là bằng gì? Cũng là hệ thức lượng luôn ha. AC bình bằng HC nhân cho BC bằng HC là nhiều, HC là 8, BC chưa có thì mình ghi là 18 cộng 8 vô đây luôn nha. Rồi
8 nhân 18 cộng 8 bằng 2 bằng 96 đúng không ạ? 96. Ê quên quên. 26 bằng 208. Suy ra được AC bằng nhiêu các bạn thân mến? Căn 208 này, căn A 4 căn 13. Đơn vị là cm. Rồi. Trời ơi, thầy cộng vậy là chết học sinh rồi. nhiều khi thầy nghĩ thầy cũng bị bay lắc thật các bạn thân mến nè. Tiêu rồi, không xong rồi, để vô ngơi này. Rồi, được chưa? Được ha, một câu. Câu tiếp theo, vậy là câu A là mang tính chất là cho điểm nha. Câu A là mang tính chất là cho điểm thôi, chứ không có vấn đề khó cả. Mà cho thầy hỏi này, có bằng nào tới giờ chưa thuộc được hệ thức lượng không? Xuyên coi like về mấy ba, trời ta coi người ta xuyên người ta mới 10 điểm chứ. Có bằng nào tới giờ này mà chưa thuộc được hệ thức lượng không? Chưa là nguy hiểm nha, cái này thầy báo cáo chi viện hồn nha, em chưa thuộc là nguy hiểm nha, chứ không phải tự hào nha. Chưa thuộc là một điều hết sức nguy hiểm. Rồi, chà, livestream dạy học mà cũng được tặng bông nữa các bạn mất à. Thì tính ra nay thầy cũng giàu ha. Vô chứng minh tam giác ADC. ADC đây thì kiếm bị xóa, thì xóa cái bên này, xóa cái chữ B chữ C, nhưng mà học trò xem rõ nha, tại vì xóa có thầy cũng hết lực. Chứ để đậu đồ như vậy các bạn học trò không thấy được chữ B chữ C. Đây là chữ B nè, đây là C nè. Rồi bây giờ mới thấy rõ ADC là một tam giác cân. Tam giác cân theo các bạn học trò nghĩ làm thế nào để chứng minh được nó là tam giác cân? Có bao nhiêu cách chứng minh tam giác cân? Có thể là chứng minh hai cạnh bên bằng nhau ha, có thể là chứng minh hai cạnh bên bằng nhau. Nhưng được, bây giờ các bạn học trò nghĩ là nó căn tại đâu đó cái đã. Các bạn học trò, theo các bạn học trò nghĩ là nó căn tại đâu trước cái đã. Chứ tránh đường học là các bạn học trò không biết là nó căn tại đâu là tiêu nữa. Căn tại đâu? Căn tại C, căn tại A. Có đứa nó bình luận đến nó mà nó sùng lên luôn. Nó nói căn tại C mấy má ơi ha, căn tại C mấy má ơi, đầu tiên phải phán đoán được nó căn tại đâu nha, không phán đoán ra là tiêu nha. Căn tại A, căn tại C. Căn tại C các bạn thân mến nha, cái này là căn tại C nha, nhìn kỹ nha, căn tại C nha. Rồi bây giờ thì sẽ chỉ với bạn học trò căn tại C nè. Đầu tiên chúng ta thấy được một vấn đề nè, đó là C AD, thấy chưa, cộng cho B AD, hai góc này cộng lại với nhau bằng nhiêu độ? Bằng 90. Có nghĩa là góc này cộng với góc này bằng 90. Hợp lý ha, hợp lý. Rồi nhìn này nha, góc D này
cộng với góc này cũng bằng 90. Hai góc này bằng nhau đúng không? Thì có phải là hai góc này bằng nhau chưa? Góc A cộng cho góc này bằng 90 nè, thầy tạm thời ký hiệu đây là A1 đi ha, A1 đi, đây là A2 đi nè. Góc A nè cộng cho góc A1 bằng 90. Góc D nè cộng cho góc A2 bằng 90. A1 A2 bằng nhau thì suy ra hai nguyện này bằng nhau. Bằng nhau thì suy ra được tam giác này căn tại C. Được chưa? Được ha. Rồi. Đầu tiên ta có nè, ta có CAD. CAD cộng cho góc A1 bằng 90 độ. CDA cộng cho góc A2 bằng 90 độ. Tới dòng này có ý kiến gì không? Khúc này có ý kiến không? Khúc này có ý kiến không các bạn? Nhìn kỹ coi, có ý kiến không? Không có ý kiến đúng không nè? Không ý kiến. Mà A1 bằng với A2. Được chưa? A1 bằng A2 thì suy ra được hai này bằng nhau, hai này bằng nhau thì chắc chắn hai này phải bằng nhau. Suy ra được CAD cộng cho CDA bằng 90 độ. Ý quay quay bằng nhau, bằng nhau. Tôi bị cái gì vậy ta? Trời đất ơi, ngày hôm nay bị cái gì vậy cả? Không sống rồi. Suy ra được hai nguyện này bằng nhau. Rồi, suy ra được tam giác ACD căn tại C. Hôm nay thầy dạy mà không tập trung, hôm nay chấm thầy một điểm. Các bạn không hết. Ha. AHD vuông tại H. A2 cộng D thì bằng 90. Có một bạn hỏi tại sao A2 cộng D bằng 90 nè? AHD bằng 90 thì hai góc nhọn cộng lại với nhau bằng 90. Được chưa? Được ha. Rồi, vậy suy ra được tam giác này là tam giác căn tại C ha. Làm sao để xác định được nó căn tại đâu vậy thầy? Cái đó là mình phải phán đoán, nhìn vô cái hình mình phán đoán. Rồi, một câu. Câu tiếp theo là họ kêu chứng minh cái này. Để chứng minh cái này thì theo thầy nghĩ dễ, không khó. DH chia cho DB bằng AH chia cho AB bằng AC chia BC. Đầu tiên nè, chúng ta thuộc về tính chất của đường phân giác không? AD là đường phân giác của góc HAB thì chúng ta sẽ ra được một cái tính chất như thế này. Dòm kỹ nè. Xong một ý này ha, xong một ý rồi. AD là đường phân giác của HAB. Được chưa? Thì mình sẽ suy ra được cái tỷ lệ như thế này, suy ra nè. Cái này là áp dụng tính chất của đường phân giác nha. À, hay là áp dụng tính chất của tia phân giác đó. Thì chúng ta sẽ ra được như thế này. DH chia cho DB sẽ bằng AH chia cho AB. Đó, đây là tính chất của tia phân giác nè. DH chia DB thì sẽ bằng AH chia cho AB nè. DH chia cho DB thì sẽ bằng AH chia cho AB. Rồi lưu ý chỗ đó nha, lưu ý chỗ đó. Cái này là nhớ lưu ý nha. Có sử dụng tới chừng khi đi thi tuyển sinh lận. Nên là các bạn học trò đừng quên cái này nha. Quên cái này là tiêu nha. Rồi được một ý rồi. Được một ý rồi. AH mà chia cho AB, bây giờ mình cần chứng minh là bằng AC chia BC.
Cái này hệ tích lượng nè, nhân chéo bằng nhân chéo hệ tích lượng là thấy không? Hệ tích lượng thấy không nè? AH nhân BC nè bằng AB nhân AC, hệ tích lượng là thấy chưa? Rồi. Tam giác ABC thì thầy có cái hệ tích lượng đó là AH nhân BC sẽ bằng AB nhân AC. Từ đây thầy dễ dàng ra được đó là AH chia cho AB sẽ bằng AC chia BC. Thầy ký hiệu đây là một á, đây là hai. Từ 1 và 2 thì thầy sẽ ra được cái dòng này. Đó là DH chia cho BD sẽ bằng AH chia AB sẽ bằng AC chia BC. Rồi. Vậy là nhìn nó khó mà nó không khó. Được chưa? Nhìn nó có vẻ khó mà không khó. Dễ mà, đúng rồi, dễ mà mọi người, chính xác. Năm rồi thầy dạy học sinh lớp lớp 9 2K8 có một bạn bình luận mà tới bây giờ thầy nghe cái bình luận đó thầy còn mắc cười. Bạn đó rất là đúng đó thân mến, bạn đó bình luận rất là đúng. Khi đứng trước một bài toán không biết, các bạn cứ bình tĩnh, chỉ cần làm từ từ là ra. Bạn đó bình luận như vậy: khi đứng trước một bài toán không biết, các bạn cứ bình tĩnh, chỉ cần làm từ từ là ra. Nó chân lý đó thân mến, chân lý. Mà vấn đề làm từ từ là làm như thế nào thì bạn đó không có nói. Rồi, được chưa, được chưa, được nha, được nha. Xong một ý ha, đợi cái câu C, thầy cũng đang đợi câu C nữa. Câu C nào mà thầy giải không ra mà chắc là thầy có lỗi với bà con cô bác dữ trời lắm luôn ha, có lỗi với chư vị anh hùng. Rồi tới câu C nha, câu C thầy cho chúng ta cùng cùng đu cái C, câu C cái nào, cố lên nha, câu C nha. ES là hình chiếu, E là hình chiếu của H lên AB. F là hình chiếu của H lên AC. F. Diện tích tam giác này. Vậy bây giờ nhìn vô cái này thì diện tích tam giác AES chia cho diện tích tam giác ABC bằng cái gì cái đã? Đầu tiên chúng ta cần phải biết được nó là cái gì cái đã. AES là bằng 1 phần 2 AE nhân cho AF. Còn ABC thì bằng 1 phần 2 AB nhân AC. Đầu tiên thì tìm diện tích này trước nha. Diện tích tam giác AEF bằng 1 phần 2 AE nhân cho AF. Diện tích của tam giác ABC thì bây giờ nó có tới hai công thức tính là 1 phần 2 AB nhân AC hoặc là bằng 1 phần 2 AH nhân BC. Chúng ta xem cái, chúng ta nên sử dụng cái nào. Còn đây là 1 trừ cos bình góc B. 1 mà trừ cos bình góc B thì sẽ bằng sin bình góc B. Sin bình góc B. Sin đi học. Sin đi học sin bình góc C, sin đi học, sin đi học.
thầy cũng đang mò, chứ thầy cũng không phải thần thánh các bạn không ạ, thầy cũng không phải thần thánh, thầy lũng lú luôn rồi. Nhưng từ từ tất cả mọi thứ đều có thể, các bạn thân mến. Rồi rút gọn ha, rút gọn ha, nếu như thầy lấy hai này chia nhau, hai này chia nhau là có nghĩa là bên đây thầy chuyển qua nè, diện tích tam giác A E F đem chia cho diện tích tam giác A B C thì bằng. AE nhân cho AF chia cho AB nhân AC. Một phần hai, một phần hai triệt tiêu, anh này chia cho anh này, thầy lấy trên thì chia dưới. Rồi thầy ngưng, thầy để đây trước, thầy làm cái mớ bồng bông này trước nha, cái mớ bồng bông này trước. Một trừ cos bình góc B nhân sin bình góc C, 1 trừ cos bình góc B nhân cho sin bình góc C. Thì chúng ta được học công thức đó là 1 sin bình cộng cos bình bằng 1. Sin bình mà đi cộng cho cos bình bằng 1 ha. Sin bình thì cộng cos bình bằng 1 thì anh này nè nó sẽ bằng sin bình góc B nhân cho sin bình góc C. Sin bình góc B, góc B bây giờ nằm trong hai cái tam giác vuông, đó là nếu như trong tam giác BEH á, BEH á, thì sin bình góc B nó sẽ bằng EH, sin góc B sẽ bằng EH chia cho HB. Còn nếu như nằm trong tam giác vuông lớn á, thì nó sẽ bằng AC chia cho BC. Thầy cũng đang ra từ từ để thầy ra nha. Sin bình góc C, sin bình góc C thì nếu như mà nằm trong tam giác vuông AHC AHC thì nó sẽ bằng đối chia quyền là bằng AH chia cho AC. Còn nếu như nằm trong tam giác vuông lớn, không, tam giác vuông này đi, AHE, AF, AFC thì nó sẽ bằng HF, HF chia cho HC. Còn nếu mà nằm trong tam giác vuông lớn thì nó sẽ bằng AB nhân cho BC. EH nhân cho HF. Nhân cho AB, nhân cho AC, HB, HC
PC Bình. Cái mẫu này thì nó bằng AH bình nhân BC bình. AB chia cho AC đơn giản với này thì còn là một anh. Rồi, ra là các bạn thân mến, đi theo hướng này. Thầy lấy tờ giấy khác thầy làm. Chúng ta sẽ làm theo hướng này. Vô ha. Đi theo hướng này, đi theo hướng này. Dòm nè. Đầu tiên thầy chuyển vế nha. Dòm kỹ nha. Một bài toán này có nhiều cách làm nha, chứ không phải chỉ có một cách. Nhưng mà bây giờ thầy rồi chúng ta sẽ làm theo hướng này trước. Đầu tiên chuyển vế qua nè. S của tam giác A, E, F chia S của tam giác A, B, C sẽ bằng 1 trừ cos bình góc B nhân cho sin bình góc C. Được chưa? Rồi, chuyển này qua trạng thái nhân, qua trạng thái chia ha. Rồi đầu tiên xử lý này trước ha. Diện tích của tam giác A, E, F thì bằng nè, nhìn vô đây. AEF đây là tam giác vuông đúng không? Tam giác vuông tại A. Ha, AEF là tam giác vuông tại A. Thì nó sẽ bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông, đó là bằng AE nhân cho AF. Rồi, AE nhân cho AF. Còn dưới đây là diện tích của tam giác ABC, ABC. Thì bây giờ nó có bằng hai công thức, một là 1/2 tích hai cạnh góc vuông, hai là bằng 1/2 đường cao nhân cạnh đáy. Ở đây thầy ghi bằng 1/2 đường cao nhân cạnh đáy nha, là bằng AH nhân BC ha. Rồi 1/2, 1/2 triệt tiêu thì đây sẽ còn lại là AE nhân AF chia cho AH nhân BC, ký hiệu là một. Rồi ngừng tới đó trước. Nãy thầy quên đẩy lên cho các bạn trò trên du xem. Rồi tiếp tục nữa, anh thứ hai về đây ha. 1 trừ cos bình góc B, 1 trừ cos bình góc B tất cả nhân cho sin bình góc C. Thì bây giờ thầy sẽ ra được là 1 trừ cos bình góc B thì nó sẽ bằng sin bình góc B. Bây giờ sin bình cộng cos bình thì bằng 1, được chưa? Sin bình góc B cộng cos bình góc B thì bằng 1. Nhân cho sin bình góc C nè. Rồi, bây giờ nè, góc B nè. Thầy tách ra thành hai cái sin nhé, hai cái sin cho chúng ta dễ nhìn. Sin bình góc B nhân sin như B nhân sin B nhân sin C nhân sin C ha. Rồi. Rồi. Bây giờ cái sin B nè, cái sin B này đầu tiên á, sin B đầu tiên thì các bạn nhìn vào cái tam giác đó là BEH. Cái sin B này nè là các bạn nhìn vào tam giác đầu tiên đó là tam giác BEH nha, BEH. Rồi thì chúng ta sẽ ra được bằng đối chi huyền là bằng EH chia cho BH, EH chia BH một anh. Được chưa? Tiếp tục nữa, tam giác vuông thứ hai ha, tam giác vuông thứ hai đó là tam giác vuông này AHB, được chưa? AHB. Rồi AHB nha, AHB. Thì trong tam giác AHB này thì sin góc B sẽ bằng chia cho BH, khoan khoan, chia cho AB. Hỏi tam giác vuông lớn đi, ABC có thể, ABC đi, tam giác ABC đi, ABC ha, thì nó sẽ bằng AC chia cho BC. Rồi AC chia BC. Rồi tiếp tục, ở đây sin góc C
Thì đầu tiên các bạn nhìn vào tam giác đó là CFH. CFH. Tam giác này vuông tại C, vuông tại F ha. Thì nó CAC góc C sẽ bằng HF nè. Chia cho HC nè. Rồi. Còn sin góc C phía sau á thì các bạn nhìn vào tam giác vuông lớn đó là ABC, ABC. Thì mình sẽ có là bằng AB chia cho cạnh quyền đó là BC. Rồi gom lại nè. EH nè. Nhân HF nè. Nhân AB nè. Nhân AC nè. BH nè. Nhân HC nè. Nhân BC bình nè. Rồi, bắt đầu chọn nè. AB nhân AC nè. Thay đổi này nha, thay đổi này nha, giùm nha. EH nè. EH nha, EH. EH thì bằng với AF. Do đây là hình chữ nhật. Đúng chưa? EH à bằng với AF do hình chữ nhật. Nên thay ghi thì ghi thành chữ EH thì thành hình chữ AF. HF. HF nè thì bằng với AE. Được chưa? HF thì bằng với AE, cũng do nó hình chữ nhật luôn, AE. Còn AB nhân AC thì bằng AH nhân BC. BH nhân CH thì bằng AH bình nhân cho BC bình. Rồi. Triệt tiêu đi. Thì sẽ còn lại là AF nhân AE sẽ bằng AH nhân BC, ký hiệu là 2. Ngay cái dòng này nè, ngay cái dòng này nè. Các bạn chứng minh cho thầy cái tứ giác là hình chữ nhật nha, cho đủ dữ kiện nha. Chúng ta chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật nha. AEHF là hình chữ nhật. Nó là hình chữ nhật nguyên nhân là do có góc A bằng góc E bằng góc F bằng 90 độ á. Một tứ giác có ba góc bằng 90 độ nên suy ra được nó là hình chữ nhật á, được chưa? Một tứ giác có ba góc bằng 90 độ nên suy ra được đây là hình chữ nhật nè. Rồi, từ 1 và 2 nè. Từ 1 và 2 mình sẽ suy ra được đó là diện tích của tam giác AEF bằng diện tích của tam giác phần trên diện tích của tam giác ABC bằng 1 trừ cos góc B, cos bình góc B, tất cả nhân cho sin bình góc C. Rồi. Cố lên nha, cố lên nha. Sau một câu nó sẽ có nhiều cách làm nữa chứ không phải chỉ có một cách này các bạn thân mến nha. Sao mình biết chọn sin trong tam giác nào? Mình chọn sin trong tam giác khác cũng ra nữa. Thế là mình chọn sin trong tam giác khác cũng ra nữa chứ không phải là chỉ có trong tam giác này không. Quan trọng là mình đi đúng cái hướng là ra. Các bạn không lấy sin trong tam giác AHE thì các bạn lấy là AHA cũng được hoặc là ACA, BCA cũng được. Nói chung là chúng ta đi như thế này nè. Sin một cái sin trong tam giác này và một cái sin trong tam giác kia. Được chưa? Một cái sin trong tam giác này, một cái sin trong tam giác kia. Lưu ý như vậy là chúng ta sẽ ra. Bài này mà muốn làm được là các bạn học trò phải nỗ lực kìa. Nỗ lực các bạn có thể làm theo hướng khác của thầy cũng được nha, không cần phải làm theo giống hướng thầy cũng được, chúng ta làm theo hướng khác cũng được. Nhưng bài toán này nó sẽ đi theo cái hướng như thế này nè. Một là các bạn lập được tỷ lệ của hai tam giác này. Lập được tỷ lệ. Hai, các bạn cần phải biết được 1 trừ cos bình góc B chính là bằng sin bình góc B. Rồi các bạn lấy sin bình góc B nhân cho sin bình góc C, các bạn phải phân tích hai cái tỷ lệ đó bằng nhau. Còn nhiệm vụ làm thế nào để chứng minh được hai cái tỷ lệ bằng nhau này nó thiên về kỹ năng. Được chưa? Nhiệm vụ của chúng ta làm sao ra được là chứng minh ra được hai cái tỷ lệ bằng nhau, đó là thiên về kỹ năng. Còn về cái sườn của bài toán này á là đầu tiên đổi đổi diện tích qua đây thành chia.
lấy hai diện tích chia nhau ra được một cái tỷ lệ. Sau đó 1 trừ cos b góc b là nhiệm vụ chúng ta phải biết được nó bằng sin mình góc b. Cái chỗ này chúng ta phải biết, không biết là làm sẽ rất là khó, phải biết được cái điều này. Rồi. Rồi, đây là lịch livestream dành cho kênh của học trò. Có số bạn hỏi lịch live, chúng ta chụp màn hình lại lịch livestream để có thể tiện học tập và theo dõi gì sao. Rồi, như vậy là buổi livestream ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn học trò đã dành thời gian theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn học trò nha. Chúc các bạn học trò có một buổi tối ngủ thật là ngon. Ngày hôm nay dạy ăn gian giờ, đáng lẽ có một tiếng đồng hồ à, mà kéo các bạn học trò tới 10 giờ 42 rồi. Xin lỗi các bạn học trò nha, hơi trễ. Rồi chúng ta ngủ thôi.